hoa sai chớt phải có trong mùa hè năm 2024. Nhóm hương nước hoa sai chớt mang đến một cảm giác tươi mát, sảng khoái và tràn đầy năng lượng cho bản thân mình hay những người xung quanh. Và đặc biệt là những ngày hè nóng nực như thế này thì nói thật sự là đây đích thực là món ăn tinh thần, thăng hoa cảm xúc, giúp hạ nhiệt ngay lập tức mà chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua. Xin chào các đồng thơm của Thoa, lại là Thoa và những video bổ ích về hương thơm về nước hoa đây. Trong video trước, Thoa đã giải thích cũng như gợi ý cho các bạn những chai nước hoa nào mà xịn sò, có chủ điểm của vetiver rồi phải không nào? Đúng. Và trong số các phản hồi mà Thoa đã nhận được thì có một số bạn muốn Thoa lên clip gợi ý về những mùi hương tươi mát, sảng khoái, tràn đầy năng lượng, đặc biệt là trong thời điểm mùa hè này. Vậy nên hôm nay Thoa sẽ lên cho các bạn top 3 chai nước hoa tông hương sai chớt thơm tho nhất định là phải có trong mùa hè năm 2024 này. Để mở đầu video của chúng ta thì hãy cùng nhau tìm hiểu xem tông hương sai chớt là gì nhé. Đây chính là nhóm hương mang đến cảm giác tươi mát, sảng khoái, tràn đầy năng lượng. Các loại hương liệu chủ yếu đến từ nhóm hương nước hoa sai chớt được chiết xuất từ những loại trái cây như là cam, chanh, quýt, bưởi. Những cái loại quả này thì không chỉ mang đến hương vị thơm ngon mà còn là một cái nguồn cảm hứng năng lượng vô tận cho ngành công nghiệp nước hoa từ trước tới nay. Mùi hương của sai chớt thì khá là đa dụng vì cái tính chất dễ chịu của nó. Không biết mọi người sẽ thấy sao, chưa Thoa thực sự là rất rất mê cái mùi hương cam chanh nói riêng và cái mùi hương sai chớt nói chung. Và bạn có thể dùng nó để đi chơi, đi học, đi làm đều ổn cả. Vì cái mùi hương nước hoa này không bị quá nồng gắt, dẫn tới cái việc bản thân mình hay những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Hay là đặc biệt là trong những cái ngày hè nóng nực như thế này. Và để nói về những cái chai nước hoa có mùi hương sai chớt thì có rất nhiều. Nhưng mà trong video ngày hôm nay, Thoa sẽ gợi ý cho các bạn 3 chai nước hoa thuộc nhóm hương sai chớt nổi bật nhất theo cảm nhận của Thoa nhá. Bắt đầu thôi nào. Chai đầu tiên trong danh sách này thì chỉ cần nghe cái tên thôi là có thể mọi người đã thấy rất là quen thuộc rồi. Đó chính là Replica Under the Lemon Tree. Đúng như cái tên của nó, lần đầu ngửi mùi thơm này thì Thoa có cảm giác như cái bản thân của mình đang đứng giữa một khu vườn chỉ toàn trồng những cây chanh vậy. Bởi cái sự sảng khoái bùng nổ trong khứu giác đến hoàn toàn từ cái vị chua nhẹ của tinh dầu chanh và điểm thêm một chút ngọt mát từ cam bergamot. Khi cái lớp hương đầu dần phai đi thì hương giữa bắt đầu xuất hiện với sự hòa quyện của lá trà xanh, hương hoa cam, và đây là cái giai đoạn mà Under the Lemon Tree sẽ trở nên mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn. Hương trà xanh sẽ đem lại cái sự thư giãn trong khi hương hoa cam thì thêm vào một chút ngọt ngào, năng lượng, thanh thoát. Tất cả một cái bản hòa tấu êm dịu giúp tận hưởng tâm hồn, khiến cho tâm hồn của ta trở nên thanh thản và yên bình hơn. Kết thúc hành trình, lớp hương cuối lại lưu lại trên da với sự ấm áp của xạ hương, gỗ tuyết tùng và một chút hương thảo mộc. Để nói về tính đa dụng của em này thì cũng như hầu hết những cái chai nước hoa mà có tông hương mát thì đó là ngoài đi học, đi làm thì đôi khi mình chơi thể thao mình cũng có thể sử dụng được nha. Với một cái mức giá mà theo Thoa đánh giá là cũng khá hợp lý so với chất lượng thì đây cũng là một cái ứng cử viên sáng giá cho cái vị trí bestseller mùi hương sai chớt này đó nha. Và bạn thấy Under the Lemon Tree phù hợp với mùa nào nhất trong năm? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ngay dưới phần bình luận nhé. Và chai thứ hai trong danh sách này chính là một em nước hoa D&G Light Blue Forever, mang trong mình cái sự tươi mới và lãng mạn của mùa hè ở trong vùng Địa Trung Hải. Và sản phẩm giới hạn lần này thì đã tiếp nối thành công ở các phiên bản trước đó. Forever thực sự là một mùi hương nước hoa tuyệt vời dành cho mùa hè. Hương thơm này không chỉ tươi mát và sảng khoái mà còn có cái sự phức tạp và tinh tế, một sự lựa chọn thích hợp cho cả hai phái, bởi vì có thể sử dụng mùi hương này như là mùi hương nước hoa unisex. Cảm nhận của Thoa về một mùi hương này đó là một cái sự tươi mát bùng nổ của hương trái cây đến từ cam bergamot, bưởi hồng, mang lại cảm giác như là mình đang đứng ở giữa vườn trái cây mọng nước vào buổi sáng vậy. Tiếp theo đó là hương hoa cam và cây mận tạo nên cái sự dịu dàng, một chút ngọt ngào, làm cho hương thơm trở nên mềm mại và dễ chịu hơn. Ở tầng hương cuối là gỗ và xạ hương tạo nên một cái lớp nền vững chắc và quyến rũ, giúp cho mùi hương này có thể bám trên da và kéo dài suốt cả ngày dài. Mỗi lần sức cái mùi hương này thì Thoa lại cảm thấy như là được đưa đến vùng biển Địa Trung Hải xa xôi vậy, nơi mà mình có thể ngửi được cái hương gió biển mát lạnh, cảm nhận được cái từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua da thịt vậy đấy. Nếu như mà ai đã là fan cứng của dòng nước hoa D&G Light Blue rồi thì chắc chắn không nên bỏ qua cái bản giới hạn Forever này nha. Tuy nhiên, muốn mua được hàng chính hãng, chị em phải hết sức cẩn thận nhá. Bởi vì cái phiên bản giới hạn thì cũng khá là khó mà săn được cái hàng chuẩn ao ấy, còn là full seal nữa. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một chai nước hoa mà chỉ cần nhắc đến cái tên thôi thì đã gợi ngay những cái nốt hương sai chớt mạnh mẽ và sảng khoái rồi. Đó chính
chính là Alua by Jubilee. Chai tinh dầu nước hoa cao cấp của nhà Jubilee mang đến một cảm giác tươi mát, tươi mới, mát lạnh không chỉ ở tầng hương đầu mà còn xuyên suốt suốt cả đến tận tầng hương cuối cùng. 10 điểm. Mở đầu cho sự sảng khoái này là hương cam và quýt hồng kết hợp với vị mặn của hương nước biển mang đến cái cảm giác tươi mát sảng khoái như là đang đứng ở trước những cơn sóng biển vậy. Đúng, đúng. Và điểm khác biệt của Alua by Jubilee so với những chai nước hoa khác là không sử dụng những nước hoa mà nó quá ngọt để trung hòa cái mùi hương mát lạnh. Thay vào đó, Alua tận dụng cái sự ngọt nhẹ của tinh dầu hoa cam kết hợp cùng những cái nốt hương cay của gia vị như là tiêu hồng, tạo nên một cái sự kết hợp phức tạp, đầy mới lạ và đầy bất ngờ cũng như là thú vị. Cái dư âm này nó sẽ không quá nồng nàn nhưng mà đủ lưu luyến khiến cho ta muốn trở lại một lần nữa. Nó là cái sự kết thúc hoàn hảo của một mùi hương nước hoa, để lại một cảm giác rất là fresh, dễ chịu và thoải mái, như là khi ta đang đi lạc vào một vườn cam chanh bạc hà tươi mát, sảng khoái, cứ như là muốn lưu luyến ta mãi ở đó, không muốn thoát ra vậy. Thật sự là về cái mùi hương này thì Thoa phải nói là những cái mùi hương mát lạnh và mùa hè mà tạo cái cảm giác sảng khoái thì chắc chắn Thoa recommend em Alua by Jubilee này. Không những thế, về cái độ đa dụng của Alua by Jubilee thì có thể dùng khi đi du lịch, chơi thể thao hay là đi chơi với bạn bè, hẹn hò, nhờ cái độ lưu hương lên đến 24 giờ. Bình thường với một cái mức độ lưu hương so với các cái loại nước hoa nhẹ nhàng khác thì nó khó, rất là khó. Bởi với cái thành phần tinh dầu nguyên chất của nước hoa lên đến 98% thì cái độ lưu hương của nó sẽ xuất sắc hơn hầu hết các loại nước hoa nhẹ nhàng khác ở trên thị trường. Với một cái mức giá rất là phải chăng, chỉ hơn 300 cành cho một chai 12ml này thì đây thật sự là một cái sự lựa chọn với đại đa số mọi người dùng, bất cứ chàng trai nào cũng đều có thể sở hữu cho mình. Còn nếu như mà các chị em mà muốn sử dụng mùi hương này thì cũng giống như Thoa, có thể trải nghiệm được ngay nha. Và đường link mua hàng thì Thoa đã để ở dưới phần mô tả rồi, mọi người có thể click ngay vào đường link mua hàng để chọn cho mình một mùi hương Alua by Jubilee mà vô cùng tuyệt vời, sảng khoái nha. Và ở trên là ba chai nước hoa tông mùi hương sai trước mà Thoa cảm thấy rằng vô cùng thích hợp cho mùa hè và Thoa muốn giới thiệu tới mọi người. Nếu như mà mọi người đang quan tâm đến sản phẩm thì có thể liên hệ với Thoa theo thông tin ở phần mô tả cũng như là click vào link mua hàng nha. Còn bây giờ video đến đây đã kết thúc rồi. Nếu như mà bạn cảm thấy video này hay, bổ ích thì đừng quên để lại một like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận ngay cái thông báo cho những video mới nhất tiếp theo nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.